kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 3 ngày tới của kênh VTC14. Thưa quý vị, như vậy là rét đậm rét hại ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Nhiệt độ buổi sáng sớm ở ngưỡng thấp từ 10 đến 12 độ và cao nhất ngày cũng chỉ ở mức 14-15 độ. Thậm chí sáng nay thì nhiệt độ ở Sapa, Mẫu Sơn vẫn còn duy trì mức nhiệt dưới 5 độ. Mưa nhỏ xuất hiện càng làm tăng cảm giác rét buốt. Tuy nhiên cho tới trưa nay thì miền Bắc bắt đầu giảm mây, trời hứng nắng, chút ánh nắng hiếm hoi sau một thời gian dài bầu trời âm u trong giá rét. Mưa ở khu vực miền Trung còn xảy ra trong ngày hôm qua nhưng lượng ít, chỉ còn dưới 5mm, tập trung ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Tuy nhiên thì không khí lạnh bao trùm nhiều ngày nên rét đậm tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ vào sáng sớm đã giảm yếu, trời se lạnh và thậm chí là còn xuất hiện sương mù nhẹ ở khu vực các tỉnh miền Đông của Nam Bộ. Một số tỉnh Tây Nguyên thì nhiệt độ ban đêm giảm xuống chỉ còn 15 đến 17 độ. Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Một tin vui cho bà con miền Bắc là 3 ngày tới thời tiết sẽ ấm dần lên, không khí lạnh suy yếu dần và nền nhiệt độ sẽ tăng lên từ từ. Vào buổi trưa thì trời có thể hưởng nắng ở khu vực các tỉnh Nam Đồng Bằng và các tỉnh phía Tây như là tại Lai Châu, Điện Biên. Tuy nhiên thì ở các địa phương còn lại thì rét đậm vẫn tiếp diễn, thậm chí thì vùng núi vẫn còn rét hại. Ở các tỉnh Đồng Bằng thì nhiệt độ trung bình ngày cũng chỉ dao động sấp xỉ khoảng 15 độ, vẫn còn có nơi rét đậm bởi nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm chỉ ở mức là 11 đến 13 độ, ban trưa chỉ lên được 16-17 độ. Tới ngày 15, ngày 16 thì nhiệt độ sẽ không có cơ hội tăng thêm bởi vì thời điểm trưa chiều ngày 15, một đợt không khí lạnh tăng cường mới sẽ lại tràn xuống miền Bắc và có khả năng còn bổ sung thêm trong ngày 16. Mặc dù mưa trong thời kỳ này không xảy ra nhiều, nhưng không khí lạnh cũng đủ sức làm nhiệt độ giảm thêm và rét đậm, rét hại diện rộng lại quay trở lại khu vực Bắc Bộ. Và như vậy là trời sẽ rét trở lại vào thời kỳ giữa tuần tới. Ở khu vực Trung Bộ, mưa sẽ giảm hẳn trong 1-2 ngày tới, nhiệt độ tăng khá nhanh mỗi ngày khoảng 2-3 độ vì ban trưa thì trời sẽ mỏng mây và có nắng. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình chỉ còn xảy ra rét đậm trong ngày 13, còn ở các tỉnh Nam khu vực như là từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi thì nhiệt độ cao nhất lại về được mức 23-26 độ. Sau đó thì từ ngày 16 khi không khí lạnh từ miền Trung tới thì những luồng gió đông bắc khá mạnh, trời chuyển nhiều mây, mưa rào và dông lại xảy ra, nhiệt độ giảm khoảng 3 độ. Thời tiết không chỉ chuyển xấu trên đất liền, mỗi đợt không khí lạnh về sẽ làm cho gió đông bắc ngoài khơi mạnh lên gây biển động. Bà con đánh bắt hải sản và những tuyến tàu ra các đảo cần theo dõi chặt chẽ những cảnh báo của chúng tôi trong vài ngày sắp tới. Trong khi đó, tại các tỉnh thành phía Nam thì quay trở lại thời kỳ khô. Thời tiết ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nhiều và không mưa. Các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ độ ẩm còn xuống rất thấp vào ban trưa trong khoảng 50-55%. Tiếp theo là phần dự báo cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày 14 và ngày 15 thì mưa giảm, chỉ còn có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ có xuống tăng dần, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 16 đến 18 độ. Riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên nhiệt độ từ 22-24 độ. Sang đến ngày 16 thì mưa rào và dông, trời nhiều mây, nhiệt độ giảm, trời rét đậm. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trong ngày 14, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ một vài nơi vào đêm và sáng, nhiệt độ nhích nhẹ dần lên, tuy nhiên trời vẫn còn khá rét, tình trạng rét đậm, rét hại vẫn còn xảy ra khu vực vùng núi và Trung Du. Sang 2 ngày tiếp theo thì trời nhiều mây, có mưa, sau có nắng yếu trong ngày, nhiệt độ giảm thêm, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày 14 và ngày 15 ít mưa, trưa chiều trời hứng nắng, nhiệt độ tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh phía Bắc khoảng 19 đến 21 độ, phía Nam trong khoảng 23 đến 25 độ. Sang đến ngày 16 trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt giảm, các tỉnh phía Bắc có nơi có rét đậm. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 14 cho đến ngày 15, toàn khu vực phổ biến có mưa một vài nơi, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ tăng dần trở lại tại các tỉnh phía Bắc. Sang ngày 16, phía Bắc có mưa rào và dông, nhiệt giảm khoảng 2 độ. Phía Nam không mưa, nhiệt ẩm ít biến đổi. Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết nắng ráo nên nhiệt độ ở mức vừa phải, độ ẩm vào ban trưa khá thấp, đặc biệt là vùng núi cao như tại Gia Lai hay Đắc Tô. Tại khu vực Nam Bộ, phổ biến ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng cao về ngưỡng 33-34 độ ở miền Đông và 31-32 độ ở miền Tây. Vùng xa biển có độ ẩm giảm thấp vào ban trưa.
Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Trong những ngày tới, thì khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Mưa dông chỉ xảy ra một vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có mưa nhẹ rải rác ở phía Nam khu vực. Gió Đông Bắc bao phủ khu vực này giảm hơn chỉ khoảng cấp 5, có lúc cấp 6. Từ ngày 15, ngày 16, thì gió Đông Bắc mạnh dần và khu vực Bắc giữa Biển Đông thường trực cấp 6, có lúc cấp 7. Bản tin thời tiết trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.